Xin chào thầy và các bạn, em tên Võ Ngọc Phương Uyên, đến từ lớp IDK46, trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hôm nay, em xin giới thiệu về chủ đề INFJ, chú kỳ lân của 16 nhóm tính cách. Vậy thì, INFJ là những người mang tính cách như thế nào và tại sao ta lại gọi họ là những chú kỳ lân? Trước tiên, hãy bắt đầu bằng câu hỏi, MBTI là gì? MBTI là bản kiểm tự đánh giá được thiết kế để xác định và phân loại các tính cách cũng như điểm mạnh, điểm yếu của mỗi người. Hiện tại, MBTI vẫn nắm giữ một vai trò đặc biệt cho những ai muốn thấu hiểu hơn về bản thân mình, trong đó có những vai trò như sau. Marital Counseling, tìm kiếm bạn đời tương thích thông qua tư vấn hôn nhân. Relationship Compatibility, duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ. Career Selection, lựa chọn ngành nghề phù hợp. Và Self Development, phát triển bản thân. MBTI được tạo thành dựa trên 4 yếu tố tính cách, từ đó tạo ra 16 tổ hợp tính cách khác biệt. Chúng ta hãy cùng điểm qua 16 nhóm tính cách đó nhé. Trước khi vào chủ đề chính, em muốn nhấn mạnh một điều sau đây. Bản kiểm MBTI chỉ mang lại archetype, những ví dụ điển hình về một người hoặc một sự vật nào đó như một hình mẫu nguyên bản, chứ không hề đóng khung bất kỳ ai vào nhóm tính cách đó. Do đó, chúng ta không nên rập khuôn nhận định và gắn ghép họ với bất kỳ một stereotype nào. Một nhóm các quan điểm thường được áp đặt cho một đối tượng đặc trưng, vì mỗi cá nhân chúng ta đều mang những sắc màu riêng biệt. MBTI chỉ hỗ trợ chúng ta nhận biết và hiểu rõ hơn về xu hướng cảm xúc và tính cách của mỗi người, chứ không hoàn toàn định nghĩa con người chúng ta. Vậy nên, chúng ta cũng hãy cùng tìm hiểu vì sao INFJ lại là nhóm tính cách khan hiếm và quái dị nhất thế giới này nhé. Theo thống kê, INFJ chỉ chiếm 1-2% dân số. Theo đó, I, Introversion, là hướng nội. N, Intuition, là trực giác. F, Feeling, là cảm xúc. Và J, Judging, là phán đoán. Những người mang tính cách INFJ thường được gọi là The Counselor, người cố vấn, hoặc The Advocate, người ủng hộ. Những nét đặc trưng của INFJ đó là có xu hướng hướng sự chú ý vào thế giới chủ quan bên trong, có trực giác tốt, nhận biết và kết nối các ý tưởng, sự việc dễ dàng. Quan tâm đến cảm xúc của người khác và đặt lòng tin vào giá trị cá nhân, thường rất nguyên tắc, họ ưu tiên lập kế hoạch cho cuộc sống hoặc bất cứ công việc nào. Nhờ những đặc trưng đó mà INFJ có những điểm mạnh như sau: Creative, sáng tạo; Decisive, quyết đoán; Sympathetic, đồng cảm; và Inspirable, có khả năng truyền cảm hứng. Nhưng đồng thời, họ cũng có những điểm yếu như sau: Idealize, lý tưởng hóa quá mức; hay Sensitive, nhạy cảm. Vậy thì, chúng ta có thể kết luận nhóm tính cách INFJ là hiếm và quái dị hay không? Sự độc đáo của INFJ không nằm trong sự khan hiếm, mà nằm ở những cá thể được cho là nhạy cảm và phức tạp. INFJ dễ đọc vị cảm xúc của người khác, nhưng lại không có khả năng bộc lộ cảm xúc của bản thân. Ta có thể dễ dàng bắt gặp họ trong trạng thái hoạt bát, hòa đồng, thậm chí là tâm điểm vui đến đâu. Thế nên, họ còn được gọi là người hướng nội có tính cách hướng ngoại. Họ có sự nhạy cảm cao với cảm xúc và con người. INFJ thường được ví như người ủng hộ hay người cố vấn vì sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với đối phương. Họ rất hay ở một mình vì họ mất rất nhiều năng lượng khi phải tiếp xúc với quá nhiều cảm xúc, dù là tích cực hay tiêu cực, nên họ đôi lúc biến mất, ngắt kết nối với thế giới bằng cách dành thời gian ở một mình. Do đó, họ là những kẻ cô đơn nhất hành tinh. Bằng những điểm độc đáo trên, INFJ thường được cho là phù hợp với những nghề nghiệp sau: giáo viên, nhà khoa học, nhà văn, nhà tư vấn, bác sĩ hoặc nghệ sĩ. Cùng điểm qua những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đến thế giới với tính cách INFJ nhé. Carl Gustav Jung, nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần học, người Thụy Sĩ, người đã đặt nền móng cho MBTI. Hay Agatha Christie, tiểu thuyết gia và nhà văn trinh thám người Anh. Và Mahatma Gandhi, chính trị gia anh hùng dân tộc Ấn Độ. INFJ thường được cho là lạc lõng giữa muôn vàn nhân loại, vì thế giới nội tâm của họ rất có chiều sâu. Họ tiếp nhận được cảm xúc của mọi người, nhưng lại không cách nào giải phóng được những suy nghĩ ồ ạt trong tâm thức của chính họ. Chính vì thế, nên đôi khi INFJ thường được nhận định là lạnh lùng, bí ẩn. INFJ tập trung nhiều vào những thứ gần với giá trị của cuộc sống. Họ quan tâm nhiều về hạnh phúc, về những nỗi đau và về ý nghĩa của tình yêu và cuộc đời. Thế nên, họ được xem là những chú kỳ lân quý báu, độc đáo, khan hiếm và bí ẩn giữa muôn vàn nhân loại. Nhưng dù thế nào,
Mỗi nhóm tính cách đều là khác biệt và ai trong chúng ta cũng có màu sắc riêng. Sự đa dạng đó góp phần tạo nên một xã hội đầy sự thú vị. Thế nên, dù bạn không thuộc nhóm tính cách INFJ, bạn vẫn là một bản thể độc nhất vô nhị. Cảm ơn các bạn và thầy đã lắng nghe.